À, kính thưa quý vị khán giả đã trở lại với chương trình của việc à, trở lại với à, việc các dân biểu tại thành phố westminster à, ở nam california cùng với hai youtuber chống cộng à, à, kiếm cơm là chú huy và trần ngọc phong tham dự cái buổi vẽ à, của ba ba mà có sự có mặt của tài trợ của vinfast và việt nam airlines thì à, từ cuối tháng 2 đến bây giờ thì À, có rất nhiều tổ chức và trong cộng đồng cũng như những uh, truyền thông uh, chỉ trích lên án uh, những youtuber này cũng như là những dân biểu uh, của miền Nam California uh, Một trong những cái lý do chính họ mà bị chỉ trích đó là những người này, những dân biểu này bao giờ khi mà lên những cái uh, cuộc uh, ứng cử cho những cái vị trí của họ Họ bây giờ cũng họ cũng vỗ ngực xưng tên là chống cộng để kiếm phiếu uh, các bạn kiếm phiếu và sau đó sau cái thời gian kiếm phiếu xong thì họ, họ ứng cử họ chúng hả thì họ cũng phớt lờ đi à, chúng ta thấy ở thành phố Manchester một trong những vấn đề đó là vấn đề homeless là vô gia cư lúc, lúc là lúc uh, là ứng cử thì những ứng cử ứng cử viên này cũng được à, cũng ra nói là giải quyết uh, nạn vô gia cư nhưng mà cũng chưa thấy một chính sách nào uh, đến giờ để giải quyết nạn vô gia cư tại uh, thành phố Manchester mà vẫn lấy tràn đầy đường ở thành phố Manchester và những nhân biểu này đặc biệt như ông uh, phó thị trưởng nam quang uh, nam quang nguyễn ông thị trưởng sáng nguyễn ông chí tạ bản thân ông uh, ông uh, thái uh, ông trần thái văn cũng là một người mà gọi là cha già bố già của trong cái nhóm này thì cũng lấp liếm lấp liếm uh, và những nhân biểu này cũng lấp liếm nhân cử lấp, lấp liếm và không có đưa ra một cái lời xin lỗi hay một cái lời bào chữa nào thích hợp mà chỉ là uh, quay lại gọi là quay lại chống chế còn chửi lại những người mà gọi là trong những nhóm này nữa như là nhóm của ông phan kỳ nhơn à, như mà thông tin chúng tôi nhận được cái tuyên bố chính thức của bên liên ủy ban chấn cộng sản về sai của ông phan kỳ nhơn đó là thông báo kiểu tình vào ngày hôm qua à, vị chú xin đọc lại cái thông báo này cho các bạn nghe nếu mà các bạn có những cư dân thành sống ở garden hoặc là Westminster, hoặc là những thành phố lân tận như là Anaheim hay là Houston hay là Irvine hay hơn Beach uh, hay là Fulton Valley mà các bạn um, cảm thấy uh, à, bất bình đối với sự kiện này thì các bạn có thể đến hay, ngay tại uh, uh, Westminster Hall của thành phố uh, Westminster để uh, tham gia và đưa tin cũng như là có thể uh, đưa ra những ý kiến cũng như bày dãy những cái phẫn nộ của mình liên ủy ban chống cộng sản đây sai lên án và biểu tình các dân cử mỹ gốc việt đại diện va ba có việt nam airlines và vinfast bảo chờ trước sự việc các dân cử mỹ gốc việt đã phản bội lại làng ranh quốc cộng khi tham dự buổi tiệc của va và ông david dương tổ chức với sự bảo chờ của công ty quốc doanh việt nam airlines à, vị, công ty vinfast cũng như các vị này không những không hối lỗi mà còn tiếp tục ngụy biện bào chữa cho mình à, trước phản ứng quyết liệt của cộng đồng khắp nơi. Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai à, và cộng đồng người Việt quốc gia Nam California à, phối hợp với các cộng đồng và các đội cựu quân nhân quân lực à, Việt Nam Cộng hòa tại Việt Nam California à, sẽ biểu tình các nhân cử này vào lúc 4 giờ chiều thứ Tư ngày 5 tháng 4 năm 2023, tức là ngày mai các bạn, tại City Hall thành phố Westminster, uh, California 8200 Westminster, Bunrova Westminster. Như vậy là tối mai cũng là ngày uh, ngày họp của thành phố Westminster. Đó là một ngày rất là uh, rất là hay để uh, tham dự để bày tỏ cái chứng kiến của uh, của mọi người. Chúng tôi cực lực phản đối uh, và lên án sự phản bội là chính nghĩa người Việt tị nạn cộng sản của những dân cử sau đây. Trần thấy Văn, vâng. À, chánh phòng bằng giám sát viên Andrew Đỗ Chí Tà, dân biểu California địa hạt 72, giám sát viên Andrew Đỗ uh, Charlie Trí Nguyễn, thị trưởng thành phố Westminster, Nam Quang Nguyễn, phó thị trưởng Westminster, Joe Đỗ Vinh, nghị viên à, uh, Garden Row, Dina Nguyễn, ủy viên họ, học khu Garden Row, Michael Võ, cựu thị trưởng Phnom Valley. À, xin đến với các bạn là ông Joe Đỗ Vinh thì cũng ông cô Đỗ Vinh cũng cũng có lên uh, À, trên của anh Lân phố Quang Sa TV để tính à, chính à, xin lỗi à, là ông cũng không rõ vấn đề là ông lên đó ông biết được à, hai cái tên về tổ chức đó và ông cũng đã xin lỗi thì cũng ông ra cũng có có cũng có cái cái việc là ông ra lên cải chính để à, xin lỗi vì cái thông tin mình không biết còn những biểu khác như là những người nhóm nhóm của ông Trần Thế Văn thì vẫn à, chống chế và gọi là còn còn chống giả và cũng là còn chụp mũ là những người mà mà trong cái nhóm những người nam quốc gia ở phía nam california à, sau cuộc biểu tình này chúng tôi sẽ à, bắt đầu thủ tục bãi nhiệm nam quan nguyễn trong thời gian sớm nhất vào mùa xuân năm 2023 kế đến là tiến hành bãi nhiệm amy quát cho đi những trí à, Văn Đồng động cử tri loại trừ các danh cử này khi họ ra tranh cử và tái tranh cử trong các cuộc bầu cử khác, thực chất là mục đích, cái mục tiêu chính nếu mà cuộc cái đối đấu này và cái cuộc biểu tình này cũng như là trong tương lai thì bãi nhiệm ông Nam Quang Nguyễn là cái hay nhất, là con đường ngắn nhất để trong thành phố Windsor không có việc là phe nhóm gọi là mà gặp đến những người Mỹ tại Windsor gọi là gen of tree đó là bọn ngăn tơ bọn ngăn tơ nhóm ba tuổi ngăn tơ á thì à, à, như các bạn biết là trong cái cái họ, hội đồng thành phố Hoàng Sơn có 5 thành viên một ông thị trưởng một ông phó thị trưởng à, ông thị trưởng là ông Sanity Nguyễn ông phó thị trưởng là ông à, ông Nam Quang Nguyễn bà Amy West à, bà Kim Mì Hồ và ông à, Carlos Benzo là năm là ba nghị viên là tổng cộng năm người trong những vấn đề mà những cái à, chính sách hay là một cái cần một cái phiếu à, cái một cái cuộc bầu qua của năm người thì chỉ cần ba người ba người là chống hay là đồng ý thì sẽ xong thông qua hay là bắt bỏ một cái nghị định hay là một cái dự luật đó của thành phố thì bao giờ ba người này thì cũng bắt tay với nhau đồng ý cùng đồng ý à, hoặc là bắt bỏ cùng bắt bỏ à, đó là bước tiến ta cùng tiến hoặc lùi chúng ta cùng lùi cho nên là hiện tại thành phố manchester nằm trong cái quyết định của nhóm này còn bà à, ông Carlos Manzo hay ông à, bà Ca, à, Kim hồ Kim Il Ho chỉ là chỉ là à, nó như là buồn nhìn các bạn lá phiếu của họ chỉ có hai người nên nó không cũng không có cái cái quyền lực nhé thay mặt các tổ chức thân hào nhân sĩ tại buổi họp ký tên ông Phan Kỳ Nhân chủ tịch liên ủy ban chống cộng sản Malaysia À, là, là, cái hội của chỉ chủ tịch liên ủy ban chống độc đảng và sai ngoài ra đồng tham dự của à, biểu tình này còn có còn có năm sáu tổ chức khác là cộng đồng người việt quốc gia nam california là có ông 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 phát bùi là chủ tịch à, thứ hai là đền thánh trần thứ ba là trung tâm tây nam à, tập thể tiến sĩ thứ tư là hội không quân à, miền trung california thứ năm là hội quân trường đồng đế thứ sáu là cộng đồng người Việt hạt Los Angeles à, như vậy là chiều mai 4 giờ cuộc à, biểu tình sẽ diễn ra trước à, Webster City Hall. À, mọi người cư dân à, ở à, Western hay là Granro có thể tham dự để đưa ra cái chính kiến của mình và à, đưa ra những cái phản đối của mình để góp phần xây dựng trong cộng đồng miền Nam California đặc biệt là ở thành phố Granro và Western ngày càng văn minh và tiến bộ hơn vì không có không có để cho cái sự phe nhóm băng đảng gọi là băng đảng chính trị Mai phe của trần thái văn thâu tóm cái quyền lực tại đây và không có cho những thế hệ trẻ hoặc là những thế hệ trẻ à, tại ngay tại thành phố Venter thế hệ trẻ con cháu của những người à, những người phục vụ trong à, gọi là con cháu thật sự của, của những cô những chú bác của phục vụ trong cái chế độ Việt Nam Hồ Hòa trước đây mà họ lại bị những cái phe nhóm đàn ép và không có cơ hội để 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 ra phục vụ cho cộng đồng đó là một số thông tin à, mà vị chú muốn chia sẻ à, hôm nay về vấn đề thông báo của Liên ủy Ban à, trong cuộc sáng về của ông Phan Kiên Dân à, Xin cảm ơn cả nhà, xin chào tạm biệt